Đoàn của tôi số 1 là Phật Thích Ca Mâu Ni, số 2 là Sư Minh Tuệ. Còn chị Hằng trong con mắt của tôi chỉ là một người bình thường. Cho dù chị Hằng có cả một núi kim cương, tôi cũng không bao giờ nể chị Hằng. Tại tôi không nhìn thấy chị Hằng có tấm lòng, có đạo đức. Mà chị Hằng chỉ muốn ngồi trên đầu của thiên hạ, bỏ tiền ra để ngồi lên đầu của thiên hạ. Cả nhà có nghe cái clip của cái bạn này không cả nhà? Tôi xem cái clip này xong cái tự nhiên tôi mắc nói quá trời luôn à trời. Chị ơi, nếu như mà chị có nghe được cái clip này của tôi á, thì tôi muốn tâm sự với chị một chút ha. Tôi thấy chị lên chị nói chuyện á, xong mà tôi nhìn chị á, tôi thấy hình như là tâm tư của chị á, nó có cái gì đó nó sao sao đúng không? Chị nói mà chị không có được vui vẻ gì hết trơn á. Và cái tôi nhắc nhở nè, khi kêu tên một cái người á, mình kêu cho nó đúng nha, không cô Hằng á, cô Nguyễn Phương Hằng, tên là cô Hằng hay là tên là Hằng chứ không có hàng nha chị nha. Rồi tôi coi từ đầu tới cuối cái clip chị á, tôi thấy chị làm như là chị đang có một cái suy nghĩ gì đó, hình như nó đang hơi bị vu vơ đúng không? Ở đâu mà tự nhiên người ta lại người ta cho tiền chị rồi mua vé cho chị vô trong Đại Nam chơi, rồi xong rồi chở chị về tận nhà cho tiền chị vậy, mà chị nói là vậy chị cũng không đi. Rồi cho tôi hỏi nè, rồi hồi đó giờ chị có biết chị là ai không, rồi chị có biết cô Nguyễn Phương Hằng là ai không, mà chị kêu là bây giờ là kêu là tung hô cô Hằng á, cái gì chị cũng không làm. Trời ơi sao vậy? Tự nhiên cái chị lên á, cái chị nói cái clip này lên, cái tôi nhìn chị cái tôi mắc nói nữa hà. Rồi trong đó chị nói làm sao trong cuộc đời của chị á, là chị coi như là chị số 1 là Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ hai là Sư Minh Tuệ, đúng không? Chứ còn chị là không bao giờ chị tung hê cô Hằng hết. Tự nhiên tôi nghe xong tôi thấy nó cấn cấn. Ủa chị ơi, vậy thì ở đâu mà chị chui ra vậy? Chị ở đất nẻ chị chui lên hay sao vậy? Trời ơi là trời, tôi nghe tôi ráng tôi nghe để coi coi ở đâu có cái gì đó là cái người đã sinh thành ra mình không? Sao chứ tôi thấy chị á, sao mà tự nhiên tôi thấy thương cảm chị quá hà. Số 1 á, trong lòng của chị á, thì là Phật thì thôi rồi, có đó là cái mình cũng ok. Nhưng mà cái thứ hai á, sao mà chị tôi mong lắm nha, tôi mong chị nói là mình cha mẹ mình, sao mà từ cái người mà sinh thành ra chị cũng không nhớ luôn. Rồi ai sinh chị ra để cho chị có được cái hình hài, cho chị có được bao nhiêu năm sống, rồi bây giờ tới cái từng tuổi này chị đưa cái khuôn mặt của mình lên mạng xã hội, rồi cái chị nói như vậy mà chị không có tươi vui gì vậy chị? Trời ơi. Thí dụ nha, tôi nói cho chị nghe nè, làm gì làm phải nhớ tới cha mẹ mình nha chị, hai cái vị Phật sống của chị đó nha. Trời ơi, rồi ở đâu mà có cho tiền cũng không vô, rồi về cho tiền rồi không bao giờ. Rồi một cái nữa tôi nói chị nghe nè chị, cái này là tôi nhận xét nha, tại vì chị nhận xét á, cô Hằng idol của tôi, cho nên tôi nói lại nha. Chị nói là ở chỗ cô Hằng, chị thấy cô Hằng không có đạo đức, mà cô Hằng làm những cái chuyện đó là muốn đứng trên đầu thiên hạ. Dạ thưa chị, nếu như mà chị nói cô Hằng không có đạo đức thì tôi không hiểu là ở trong cái xã hội mình có bao nhiêu người có đạo đức nữa. Ủa sao mà chị nói lên mà chị không có tìm hiểu vậy? Nếu con người ta không có đạo đức, không có tấm lòng, người ta có làm những cái việc thiện nguyện cho xã hội không chị? Hả? Người ta có mở cái quỹ mổ tim, người ta cứu giúp những cái trái tim bé bỏng, những em bé nhỏ mà gia đình khó khăn, rồi xong rồi giáo dục á, thì người ta xây trường, người ta có hỗ trợ học bổng cho các cái bạn mà giống như cũng khó khăn được đến trường để thực hiện cái ước mơ đi học của mình á. Rồi xong rồi xây trường nè, làm cầu nè, làm đường nè, rồi dịch bệnh thiên tai sức khỏe thì có cái gì quỹ giờ vàng nè, giúp đỡ những người mà chẳng may có cái vấn đề gì lưu thông trên đường đó mà vào trong bệnh viện mà chưa có gia đình, chưa có gì hết mà cần phải có cái hỗ trợ liền á. Rồi cái nữa là cái gì, và những cái chương trình gần nhất đây là cái gì ảnh hưởng cả cả thế giới luôn, là cái dịch Covid. Rồi ai á là
bỏ tiền túi ra, thậm chí là còn có nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng để mà làm gì, làm oxy là rồi là này nọ nó vậy chị, để giúp cho bao nhiêu người mà chị nói như vậy mà chị nói cô Hằng không có đạo đức, cái này là không được rồi, tôi bổ sung kiến thức cho chị ngang đó. Nếu mà chị nói cái gì tôi cũng mấy, có hai cái tôi nhắc nhở chị, một là phải cha mẹ mình nè, à, cha mẹ mình đi rồi mình tự do tín ngưỡng mà mình muốn coi như là số 1, số 2 gì đó, nhưng mà chị đừng quên người là cha mẹ mình, không có cha mẹ mình không có ai mà đẻ mình ra để cho bây giờ là trong lòng chị hay là trong lòng gì đó mà chị ai là số 1, số 2, mình không phải từ đất nẻ chui lên nha chị nha. Thôi tôi bổ sung cho chị chút xíu về cái mà chị nói là cô Hằng tôi không có đạo đức, những người không có đạo đức không có ai làm được giống cô Hằng đâu, phải có đạo đức, phải có lòng thương người, và thậm chí là gì phải không, phải có tài chính, phải có tiền người ta mới làm được cái chuyện đó ha chị ha. Có tiền mà không có tấm lòng, không có đạo đức cũng người ta cũng không có làm thiện nguyện giống như cô Hằng được đâu. Xã hội Việt Nam mình tôi không có nói là giống như là trường hợp nào hết, nhưng có mấy ai làm được như cô Hằng không, cô Hằng với chú Dũng không chị? Trời ơi, thôi góp ý chút xíu vậy thôi nha. Cảm ơn. Thấy chị cái tôi tỉnh ngủ luôn hà.